Cũng vào tối qua thì một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe khách đã xảy ra tại huyện Di Linh của tỉnh Lâm Đồng, khiến cho hai người tử vong và ba người khác bị thương nặng. Bước đầu thì cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do tài xế hãng xe Thành Bưởi chạy sai phần đường quy định. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ cho các gia đình có người thân bị tử vong, bị thương nặng. Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3, trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, xe khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi mang biển số 51B20748 đang lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh đến địa phận thôn 2A, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh thì va chạm với xe khách giường nằm của xe khách Phương Trang, biển kiểm soát 51B13217. Sau khi va chạm với xe Phương Trang, xe Thành Bưởi mất lái, lao về phía trước, lấn qua bên trái đường rồi đâm vào một nhà dân. Vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong là chị Đặng Thị Hồng Dung, trú tại Đồng Tháp, là hành khách đi trên xe Thành Bưởi, và em Ca Duê, sinh năm 2003, trú tại thôn 3, xã Đinh Trang Hòa, đang chơi trước sân nhà, và ba người bị thương nặng.